tới mấy showroom rồi. Nissan, bên đây là Mitsu. Nói chung là không thiếu thương hiệu gì đâu mọi người ơi. Mấy xe này thì xe mới này, ví dụ Eclipse Cross này, xe mới. Tới đây để mình coi thử có xe lướt không. Ở đây thì họ mua hãng như vậy họ cũng bán đã với lù nữa nha, họ cũng nhập xe cũ về họ cũng bán tùm lum hết, không nhất thiết phải bán thôi. Con này form mới có hình như dài hơn chiếc Toyota Cross phải. Đẹp nha. Đó, ví dụ như họ cũng nhập về những mặc dù Mitsubishi nhưng mà cũng nhập bán tải Ram được. Ram riết của nhập về bán tá là âm binh. Mới 99%. Con này đời 2020. Còn giá thì chịu. Ram này là Ram 1.5 507 lít. Bên này bán tải thì F550 Ram là xe là Silverado thịnh hành hơn mấy Tundra. Mấy dòng xe nhập nhiều. Mọi người thấy xin kinh khủng. Đứng tới anh quay giùm em cái. Em anh chỉ lại cho em coi. Chắc phải là 2m, khoảng 2m3. Wow. GMC 6.2V8. Okay. Foreigner. Subaru. Có một số chiếc để giá, một số chiếc không để giá. Không có chiếc gì giống như của Việt Nam ta. Cái chiếc gì mà sau này nó nổi lên đó. Expander. Nhà đó mà sao form đẹp quá vậy. Sao sao form năm nay máy xe từ Camry đó là Altima họ làm. Làm cái mũi ca lăng đồ thiết kế đèn đẹp quá nhỉ. Anh xin ba mới này mọi người. Không biết Việt Nam có chưa. À Maxima. Maxima form đẹp đấy. Form đẹp nó năm nay nó xe cũng là form đẹp đi. Nó có mà V6 không ta. Nó có V6 luôn. Bên đây là hãng Nissan nha, hai cái sát nhau. Bên kia nữa là Infiniti. Nissan form này nó lớn hơn lẽ nhiều. Bantier form này lớn hơn Land Cruiser. Còn dài. Không phải Bentley rồi, để em còn thử. Bởi vì mấy xe này nó cái những cái dòng SUV nó chênh lệch nhau, nó cái Armada rồi lần đầu tiên thấy luôn. Thằng nào nói Bentley vô mà lớn quá vậy, Armada. Xoài kinh. Đây F150 Raptor. Raptor. Yes, Raptor 150. Hồi xưa ở Việt Nam là mấy chiếc này là thuộc dạng khủng bố rồi, nhưng mà qua đây là thấy cỡ như là Ram
RAM, con RAM hồi nãy với lại cái con RAM 2500 với lại con ấy cái GMC kia là không xin nhờ chứ. Quá cái thấy dạng xe siêu khủng đây. Ở đây người ta chạy rất nhiều. Wow, máy silver là đồ mà đồ. Khủng long. Siêu khủng long ngang với lại F khoảng F350. RAM 2500 là hình như kinh được. Khủng long. Giờ mà nhìn thấy máy F150 mà không xin gì hết. F150 là có nó có dòng Raptor hồi nãy Raptor rất là đẹp. Đây có cái dòng Darius nè. V8 Nissan. Wow. Nissan. Để coi thử mình coi thử Nissan này Nissan. Anh chưa rồi Nissan. Đây nó mới là Pathfinder này, Pathfinder này. Giờ lại. Rồi, đây là Buick nhỏ. Thương hiệu của mình là Buick dòng nhỏ, Buick nó cũng có dòng lớn. Jeep Sahara, Wrangler Sahara. Dòng Wrangler đây nó cũng có 5-7 cái model nhỉ. Giá nó cũng nhiều lắm. Giá từ 50.000, 70.000, 80.000 cũng có. Dòng xe Jeep này rất là giữ giá. GMC, Volvo. Giờ đi lên khoảng 3 cây số nữa là toàn mấy chỗ mấy salon không. Mấy cái dealer. Mình có quen giống như ở Việt Nam cây salon. Đây Infiniti. Xe này là xe lướt hết. Volvo. Nissan, Hyundai. Yeah. Hyundai này, Hyundai gì ra? À, Tucson mới hả? Bên mình thì Nissan chỉ có cái mỗi cái chiếc Nissan đấy 600-700 triệu đó thì nó chuộng cho còn không có mấy dòng đây đâu. Ở bên đây thì riêng SUV nó phải luôn luôn chia ba dòng, dòng bé bé active rồi dòng medium và cái dòng big size nữa. Ok, bên đây có một số em Infiniti Q50, Infiniti. Đi xong bữa nay xong vừa chắc á ngủ giỏi. Không, Pathfinder mới đẹp ghê lắm anh Dũng. Đẹp lắm. Đây là Jeep Murano phần mới. Hồi nãy là Pathfinder nha. Ở ví dụ như là Nissan thì nó sẽ có là Murano này, Pathfinder là lớn nhất này, tới Ross, như là Ross là nhỏ nhất. Murano là đến giữa trung trung. Làm dần vô mấy cái đây là mấy cái dealer của mấy hãng xe mới. Sau Infiniti bên kia Infiniti bên kia nó để cái loại xe bên này. Sức SUV nhỏ kia thì ai cũng có rồi. Nhưng mà nhìn thấy không bánh tải bự. Giờ qua đây nhìn thấy nó giống là chiếc con vậy. Đây đường lên nó rộng quá. F350. Đây là bên tới BM. Bên kia có Mini. Đây là showroom BM. Không, nó bằng ấy anh chịu đang nhiều thằng nhé.
3. Đây xin lướt á, chứ nó không phải đâu, nó không nhập mới đâu. Nó đời mới. Đời mới. Nè. Boss này, đó là Challenger. Còn xe này nó giữ giá, đúng rồi, nó không phải, không, nó trên giờ là hai đèn hai bên. Bên này dày mà sao Mini Cooper nó chạy đâu nhiều dưới trời. Mini Cooper ai chạy ta, trời mùa đông rồi người ta chẳng để người ta có cái nhà cho nó chạy mà được. Nó chạy nó không có vô mấy cái chỗ bị tiếc nhiều thôi. Đây là bãi xe của Honda nha, trong những bãi của Honda tươi thôi. Bên đây nó cũng ở Honda thì nói chung là showroom nó cũng ủy quyền thôi, cũng có franchise. Nó vẫn thâu xe khác cho nó bán. Đấy, giờ mới thấy chiếc Tinda nè. Tundra. Đúng, anh qua bên Bắc Mỹ rồi mà anh vẫn có một cái tình yêu sâu sắc với lại xe Nhật. Rất ghiền Tundra. Ghiền Tundra tôi chung là xe Nhật. Tacoma Tundra. Ghiền cái xe to. Tundra là to ép thôi, nhưng mà ghiền cái xe nhỏ nhỏ. Xe Yuka, còn ở đây là Honda xe mới này. Honda xe mới, rồi anh cứ chạy đi. Honda úp nhiều chiếc nó bự ghê nha. Dòng SUV mới ấy. Còn bên đây là dàn khủng long. Nguyên dàn khủng long. Đầu tiên thì mình coi trên thành phố thì mình tưởng thành phố nhỏ thì nấy showroom. Mà khi tới nơi thì thôi rồi, ối rồi ôi luôn. Một đoạn đường khoảng 4-5 cây số. À còn khoảng 2-3 cây số. Showroom xe mới không. Đó bên này đang kho nè, kho dài. Showroom nói phải dài tới khoảng 500 mét có. À 400 mét có. Còn nãy BMW, bên đây là Mercedes. Ủa sao đông mà sao vậy? Anh đẩy lên lại D chứ. Đây là Dodge này, bây giờ đó, mọi người thấy chạy. Bây giờ là Toyota. Bên này là Lexus. Trên thì xuyên nữa là Mazda. Mình phải quay lại để mọi người thấy là 350. Hồi bữa anh Dũng nói bao nhiêu? Thế xe cũ anh nói mấy ngàn, ngàn. Đây là Yuka nè, cũng là giống như mấy showroom rồi, để mình coi thôi. Ok. Mấy hãng thì cái này là một khu của một mấy hãng đó nha, nó vẫn còn có khu này là khu đào tạo, nó vẫn ở trên khu Bắc nó có. À, khu Bắc rồi. Rồi khu Nam như nào. Còn cái những cái hãng mà Yuka thì nhiều lắm. À, ví dụ Hyundai rồi này kia nó, nói chung là nó cứ lắc lắc nhắc, nó cũng còn nhiều. Qua bên kia cũng được. Mấy cái dealer mà xe cũ này thì rất là nhiều. Thôi chạy vô vòng anh, ta chạy vô cái quay xe ra luôn. Có chiếc Infiniti này đẹp này. Ui, GS30 nó độ cái, không biết cái độ ấy sâu đẹp lắm nha. Cái phòng gió sâu đẹp, cực kỳ đẹp luôn.
của em thỏ nữa, ăn thịt thỏ mọi người. Đây, đây bên đây thỏ xốc vịt đồ quá trời. Mày chạy ở bữa. Ông buồn mình. Nói giỡn thôi nha, không ăn thịt thiết gì hết nha. À, vi phạm cộng đồng đấy. Đó mà thấy bắt mà tù. Luôn. Anh đi đường này qua bên kia được mà. Rất anh chạy về nhà, mình chạy về nhà luôn hả? Hay là chạy lại đường cũ thôi, chạy lại đường cũ đi. Chạy lại đường cũ đi. Sau đó mình cứ nhú lên cái thôi. Đỏ quẹo, thắng lại phải chạy, thắng chạy. Con bạch, con bạch. Con bạch đôi, đôi, hôm nay mới ha. Hôm nay phải 21, múc, mỗi lần. À, tôi lên. HKR. À, HKRC. À, HKRC. CRV, còn ở đây là HRV. Không. CHR. Ủa CHR hả? À, còn là của Honda đó mới là... À CHR from HBX, HBX, sức nhỏ. Của Toyota là CHR. Kia, của kia con vẹt. Honda là HRV. Màu chủ. Đây là anh em đang quẩn xe lại thôi. Chứ không phải là đi khu khác. Chuẩn bị tới vàng khủng long. Mấy xe Mỹ chùm cơ bắp. Ram này, Dodge này, Jeep này, Ford này, GMC này. Dễ sợ lắm mọi người. Nhìn cái dòng này thì tầm cũng lắm. Ừ. Cỡ Raptor qua thì cỡ giống như cái gì Ranger Việt Nam qua thì giống như là xe đồ chơi luôn á.